Chào cô Quyên. Cầu đạo ngày rằm tháng 10 2013, hậu học qua đây 18 tháng 5 2015 tới nay hậu học rất là vui được tháng 6 được qua nghe pháp hội, ngày hôm nay được được đi nữa cả gia đình hậu học thật là mừng. Từ ngày cầu đạo tới nay, hồi đó hậu học chưa từng ăn chay dầm 14 dầm lớn, chưa từng ăn luôn. Tới nay mà hậu học cầu đạo về ngày 14 ăn chay thì gần ăn chay, thì sáng ra hậu học ở thành phố Hồ Chí Minh á đi làm vui lắm mừng. Rồi cái bắt đầu hậu học tính sáng lại là làm đồ ăn mặn, tự nhiên bỏ cá vô ba cụ quay, tự nhiên khét tưng bừng cả nhà luôn. Cái hậu học nói chắc rồi, chắc ơn trên xây chuyển muốn cho mình ăn chay, từ đó là mình cũng có chút xíu tâm. Thành ra từ ngày đó tới giờ ăn chay. Hôm tháng 6 qua đây thì mấy cô lập nguyện chiều chay cho hậu học. Thành công. Từ ngày qua đây, cái con của hậu học có thịt đường nhỏ gia đình. Sáng nào đỡ khoảng hơn nửa năm nay, sáng nào học cũng dậy cúng nước sáng chứ không có cúng tối. Thì mới đầu hậu học chỉ 300 khấu đầu, từ từ cái lên 500, cái nghe mấy cô nói là ở Việt Nam khấu đầu 1.000, thì hậu học từ đó hậu học khấu đầu 1.000, hậu học thêm 300 cầu nguyện. Là coi như con hậu học thì con trai út nó cũng nhậu nhẹt quậy quạng dữ dằn luôn. Thì ở bên này không biết làm sao, thì ở bên này cứ khấu đầu cầu nguyện, thằng rể cũng vậy, tự nhiên quậy rồi cái xách xe về ở dưới Cà Mau. Rồi cái bắt đầu ở bên này hồi học không biết sao cũng cầu nguyện nhờ mẫu xây chuyển, ngày nay ngày mai cái bắt đầu nó trở về, tới hôm nay thì coi như nó biết ăn năn, nó lo làm ăn. Hồi học rất là mừng.